trừ trong phạm vi 3. 3 quả chôm chôm ngon quá. Ăn mất một quả rồi. Vậy chúng ta còn 1, 2 quả. Vậy 3 trừ 1 bằng 2. Bây giờ thì sao nhỉ? 3 quả chôm chôm ăn mất 2 quả. Lúc này sẽ chỉ còn 1 quả mà thôi. 3 trừ 2 bằng 1.